Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin kính chúc với cô chú và anh chị được dồi dào sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi mình em một cái căn nhà hiện tại đang là spa và một căn là đang sửa xe máy cho thuê nha. Hai căn liền kề luôn, giá thì cực kỳ mềm, chỉ có là 1.300.000.000 thôi. Nằm mặt tiền tỉnh lộ 877B luôn anh chị. Có điện bóng pha nè, có đèn đường nè, dân cư đông nè, vừa ở vừa buôn bán luôn, rất là tuyệt vời nha. Bên ngang là 9.3, chiều sau là 72, còn bên trái mình á chiều sau là 45, bắt đầu nở hậu ra là 24, phía sau căn nhà và đất mình là hậu là 24m nha. Đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha anh chị. Cái hướng nhà vườn của mình đó là hướng bắc nha anh chị. Ở đây mình đi ra chợ, trường học chỉ có là 300m thôi, rất là gần luôn. Còn cách ủy ban là 1km nha anh chị. Còn đây về có hai bến phà anh chị. Một bến phà là Bình Ninh là cách 11 cây số, còn bến phà ở đây gần nhất là có bến phà Tân Long anh chị, chỉ có 2 cây số thôi, rất là gần. Nếu mình đi về đây xem căn nhà này á thì mình có thể đi qua cái phà chị ha. Một là phà Tân Long, hai là phà Bình Ninh nha. Thì anh chị biết rồi đó, thì ở đây là huyện Tân Phú Đông đó, mình phải đi qua phà qua tới đây chị ha. Nhưng cái phà rất là lớn đó chị, phà đó là 2 chiều đó. Xe ô tô, xe tải mình qua rất là thoải mái luôn nhanh chị. Hướng ngược lại thì mình về thị trung tâm thị xã chị là 3 cây số nha anh chị ha. Còn đây về thành phố Mỹ Tho là 4 km, 40 km nha anh chị. Còn cách ở bến xe miền Tây ở thành phố Hồ Chí Minh đó chị là 86 km nha. Đó, em nói những thông tin cụ thể nhiều lúc chị ở xa cũng nắm được, để mình về đây mình biết được vị trí này đẹp để mình mua, để mình ở và kinh doanh buôn bán luôn nha. Thấy không, nhà rất là đông đúc luôn, quay cao cho chị xem thấy không. Rồi để em chỉ ranh giới căn nhà cho mình nắm nha. Đây, hai căn liền kề, căn bên sửa xe máy là cho thuê nha. Cái căn bên trái là chị thấy không, hai cục điện có trụ bê tông đó chị. Qua bên tay phải mình là 9.3 nha. Hiện tại thì lúc trước á là sổ này là sổ đỏ chị, cha mẹ cho đất ha. Hiện tại thì chủ đã đo đạt lại rồi, hiện tại là đang có bản vẽ mới rồi nha, mình có thể mình thương lượng mình ra công chứng trong ngày luôn nha anh chị. Rồi cái tiệm con của chủ làm á là đây là đang làm spa, hai chồng đang làm ha. Do kinh tế làm ăn khó khăn đang ngợp nên đành bán gấp nha anh chị. Qua tới bên đây anh chị ha, bên ta phải nè. Còn bên ta phải mình đây có một cái đường đăng chúng ta đi vô bên hông là có cái nhà phía sau chị ha, cái nhà hàng xóm á chị. Ở bên hông bên ta phải chị thì gia chủ chưa có tô chị ha, còn bên trong đã đi bê rồi, đã lót nền rất là sạch sẽ luôn chị ha. Rồi em xin mời chị nha, em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha chị. Nếu mình có làm spa làm nail á thì chị có thể tiếp tục làm ha, tại cái lượng khách của hai chồng á thì đã có sẵn rồi đó, mình về là mình có lượng khách lớn luôn để mình tiếp tục làm chị ha. Đó, cái nền cấu xăng này không làm rất là cao luôn đó, chứ không có thấp anh chị ha. Còn bên đây là đang cho thuê là bên sửa xe Duy Khánh, sửa xe bảo dưỡng thay thế xe máy, xe tay ga đó chị ha. Đây cho thuê nên là một cái căn nhà đơn giản thôi anh chị nha. Rồi em xin mời chị ha, mình sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết, em sẽ ra cái ranh giới cuối cùng luôn để em chỉ ranh giới cho mình nắm nha anh chị. Bên trong đây thì có một số ghế ha để khách ngồi ở ngoài đây anh chị nha. Trước sân đây thì gia chủ chưa có làm máy đóng cái nắp phong anh chị, làm máy được chế thôi, chưa đóng nắp phong anh chị ha.
Bên trong đây thì có một lớp cửa đó, cửa ngoài là cửa kéo, trong này là cửa sắt lồng kiến cực lực nha anh chị, hai lớp cửa nha. À, bên trong đây là chỗ ngồi là khách đợi ha, à, làm à, có tủ à, để mấy đồ à, mỹ phẩm á chị ha. À, gia đình đang là kinh doanh làm spa. Toàn bộ cái nhà bên trong á, thì ở đây á, thì chủ đã đóng là không rồi chị, có trước à, mấy tiền chế thì chưa thôi. Đây là một số cái giường để gội đầu à, cho khách anh chị ha, à, làm spa như nặng bụng và nhiều cái à, mục khác anh chị ha. Đây cũng chủ thể cái à, cửa sổ nè, à, để lên sáng rất là sáng ha, cái không gian chỗ tiếp khách đây, à, làm nail, làm spa. Ở đây mình được có một phòng ngủ anh chị ha, tại vì à, cha mẹ con cho con á, miếng đất này á, thì hai chồng à, xây để ở và làm nail á, làm spa á. À, chỉ có một phòng ngủ thôi. Phòng ngủ thì có cái cửa sổ anh chị ha, và ở đây thì có một cái tủ đơn giản thôi, tủ bằng gỗ anh chị ha, này ở trên. Phía sau đây đó thì là một cái không gian bếp nè, có máy giặt nè, tủ lạnh nè, rồi máy nước à, nóng à, nước lạnh chị ha. Không gian bếp thì gia chủ làm cũng đơn giản hả chị ơi, đó, đơn giản thôi. Đây là không gian bếp có một cái cửa sổ rất là lớn luôn. Đó, nhiều lúc mình nấu ăn á chị, mình mở cửa sổ ra cho nó không thoáng ha, nhiều lúc à, khói nữa chị nó ra chị nha. Nhà thì đang ở nên đồ đạc cũng bề bộn, cô chú và anh chị cũng thông cảm ha. Anh đây là tủ à, bằng nhôm để chén à, ly trong đây để cho không có bụi nha anh chị ha. Phía sau đây thì à, chưa đóng lò phong anh chị, thì đóng lò phong chỗ mà chủ đang làm spa anh chị ha, à, ở máy tiền chế, và phía sau thì chưa có đóng nha. Còn đây là cái nhà tắm, nhà vệ sinh là chung nha anh chị, à, gia chủ cũng à, lót nền ốp gạch cao là 1m2 nha anh chị ha. Đây bên trong phần, phần đây là phần phía sau cái căn nhà, à, gia chủ cũng đổ bê tông lót nền, à, lúc trước là để đồ đạc rất là nhiều nhưng mà chủ đã dọn một ít rồi, à, còn một ít thì chưa có dọn ở bên trong nhà anh chị ha. À, đây thì là mấy tiền chế, đây là ton túp gô anh chị ha. Rồi em xin mời chị ha. Phía sau đây đất cũng cái bằng phẳng đó chị. Đất mình rất là dài chị. Chiều dài bên tay phải mình á là 72. Còn ở bên tay trái mình á thì vô là 45, bắt đầu nở ra là 24 nha anh chị. Căn nhà và đất là nở hậu chị ha. Đây đến đây anh chị, đây tới đây tới trụ bê tông này chị ha, bên tay trái nè đó, nở qua bên kia đó, và thẳng ra phía sau luôn là 24m nha anh chị. Nở nở bên tay trái nha chị ha. À, một cái ao phía sau là cái ao nuôi cá đó, thì cái ao này thì anh chị về không có lắp anh chị ha, mình để cái ao này luôn đó, nhất là mình nuôi cá mình có thể mình dùng trong gia đình, cái thứ hai anh chị có thể mình kinh doanh luôn, một cái ao rất là lớn anh chị ha. Nào hãy vuông dứt luôn anh chị. Rồi để em ra cái ranh giới cuối cùng luôn để em chỉ ranh giới cho cô chú và anh chị mình nắm nha. Đất qua căn nhà mình đó thì không mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Phía sau đây thì không có một cây ăn trái nào hết á, chỉ có một cái ao nuôi cá thôi. Đây. Đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà và đất của mình chị ha. Đây là chiều sâu bên tay phải nha. Và phía sau đây là có một cái vuông à, nuôi tôm á chị. Đó. Này hàng xóm nuôi chứ không phải mình không có nuôi nha. Nó dài qua đây là 24m chị ha. Phía sau là nở hậu nha. Rồi để quay lên lại cho mình nắm ha. Đây. Một
căn nhà chủ đang ở đang làm spa và một cái căn kế bên là đang cho thuê là sửa xe máy ha, giờ bán hết hai căn luôn. Đó, đất và căn nhà giá chỉ có là 1.300.000.000 thôi, nằm ở mặt tiền tỉnh lộ 877B luôn chị ơi, rất là tiện, rất là thuận lợi cho mình để kinh doanh buôn bán và ở chị ha. Rồi để em tạm dừng video ha, quý hàng cũng đừng quên một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chủ ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.